này câu cá kết nha các bạn. Đó, đây là anh Minh nha. Hôm nay anh em đi câu cá kết nha các bạn. Sáng giờ nãy giờ rồi bật máy không có kẹp nha các bạn. Hôm nay vô lúc rồi. Nè đang ghẻ này các bạn ơi. Lụm nha. Đó cá kết nè. Đổ các bạn ơi, đó thấy chưa? Đứng riêng nha các bạn. Điều gì đó nghe các bạn. Mình đang bắt mồi hết mồi. À, lụm này các bạn ơi. Kết. Đục rồi đó các bạn ơi, đó lụm nghe các bạn, lụm nghe, mới ghẻ em, mới ghẻ em cái, đó lụm nghe các bạn, đó là eo, đó lụm nha các bạn, nó ăn lẹ lắm, canh không kẹp nó là coi như xong nữa. Dĩa nè, chạy sâu thốt đó lụm nó các bạn, tao không dám làm luôn rồi. Cầm nó may quay mấy cái clip mà nó câu có lăn đục như mất lụm cá thắt thôi đó lụm nha các bạn ơi. Kéo như kéo như, mà dính cá kéo 10 gan mà không dính 10 gan tại tại đó được luôn các bạn ơi, nó chịu sốc trời chổi lưỡi câu mà chổi nha các bạn ơi. Bạn ơi con này cũng chậm nha các bạn, đó, đó. Hai con luôn các bạn luôn. Quá lúc rồi các bạn. Trời ơi là trời ơi, sợ móc cái giò không trời. Tôi dở cái giò cái rồi. Ê, hai con các bạn ơi. Sợ giật lên móc luôn vô giò không. Sao bởi vì tao né ra đó. Quá ủ các bạn ơi, hai con lượt các bạn ơi. Má là em không ăn câu đâu. Nó dính thì nó dính với ăn câu tao con mày đó lụm nha các bạn. Đi bậy thì phải ghẻ luôn không. Ừ. Thấy mồi ông câu mồi Trung Quốc rồi mới ghẻ. Dạ trời. Đó lụm nha các bạn. Lụm lụm nha, cá bự nha, cá bự nha các bạn. Cá bự nha. Đó, đó lụm. Cái ham các bạn. Dính lẹ lẹ luôn nha, chứ không phải dính gì đâu nha. Mấy anh quăng cá cũng thấy kỹ thuật nữa. Ăn cá sảy đâu được bây giờ. Cứng đục cái chân. Không đếm lên bác tử thấy giữ gì gì đâu. Nó còn sáng đêm nay lụm nghe các bạn, lụm lụm. Đó, phải giật cá kết là phải giật nhiệt tình gì đó nghe. Đó, lên dĩa nghe các bạn. Đó, im. Rồi, hết mối luôn bạn ơi. Đổ trang luôn. Bây giờ mà cái ô mối này mà lại mà ai đổ mối vô tình mà cố ý gì hết, lại mà hát xuống sông một cái nghe. Máu lên tới não. Anh Minh. Máu lên tới não liền. Mà để xuống là thấy cảm giác nó rỉa liền.
nè, lụm luôn nè các bạn ơi, thả xuống chưa vậy chân lụm luôn nha, chưa được nói tiếng nào luôn. Đó, chạy đâu cho thoát. Quá phê nha các bạn. Đó, lụm nha các bạn. Đó, công mình nha, thứ gì chịu nổi. Lụm nha các bạn. Kêu ẹt ẹt nè các bạn ơi. Thời ơi, làm khó nhau nữa. Lùm luôn nha các bạn. Thả xuống lùm luôn kìa. Đó, vô rồi các bạn ơi. Cá, cá, u cá he bành kỳ luôn các bạn ơi, cá he thứ già luôn, u má có lọc ăn luôn, có mồi nhậu luôn, cá he thứ già, quá phê các bạn ơi, thấy đi, thấy cho nó nhảy ra phang luôn, cũng bẻ đuôi nữa cô, nhảy ra khỏi ăn vậy, khỏi ăn luôn, chút nữa khỏi ăn luôn. Trời ơi, nó nghe các bạn, đó, lâu lâu mới lên con nghe các bạn. Nó giờ nó hơi ngơ nghe các bạn. Nãy giờ em có siết đâu chứ, em siết là nãy giờ anh làm đâu có lợi, anh móc vô tay không. Đó, lụm nha các bạn. Mót đi chợ. Đó, mini, mina. Nuốt luôn chợ. Yếu à, ăn vô lúc cái này. Mina, mini. Mót gì anh ơi. Lụm nha các bạn. Kết nha các bạn. Lên hàng các bạn ơi. Sức lâu. Quá lâu các bạn ơi. Bây giờ chờ đợi bao nhiêu. Lụm. Đó, lụm nha các bạn. Cỡ nào cũng chết chứ mình canh rồi, lên nữa rồi các bạn ơi. Lụm các bạn. Đó, nó kêu ẹt 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 còn nữa. Biết rồi. Đấy các bạn, lụm nha. Bự to nhỏ đây, to nhỏ đây. Bự vừa nha các bạn. Các bạn. Hay quá các bạn ơi. Gớ cục chị sập luôn. Thấy gì chưa? Đụng quá, đất luôn. Đừng có đụng quá. Giả ta đang dòm bóp đậu gì cha. Dạ, trả vụ các bạn ơi. Cái nách trúng gót giò của ông này quý. Nhìn giống con vợ hết mini nha các bạn. Siêu to. Dạ dùm quang ha.
Đây. Lên này các bạn ơi. Trời quá thắt lát. Cá kết. Ủa coi cái này không có gốc này, sao không có gốc vui. Cá thì mới bây giờ. Cá sát, cái cá gì mà cái xíu trợ vụ luôn. Cá đó, nó xin em xin chết. Ừ đó, chập vô. Sát ô lù. Đó rồi. Thầu phân lên dính luôn. Thiểu. Thiểu luôn mới ghê. Cho vô. Lụm. Hai con mình chạy. Hai con. Đứng dây em. Xui. Con. Cá hết, cá hết. Cứ phân cá lên đi, dựng cá lên đi, dựng cá. Ừ. Đâu có nhầm gì đâu. Giữ cá luôn đàng hoàng đi. Nó đi vô uổng. Các bạn ơi. Ủa cá gì đây? Con cá gì đây? Con cá gì đây? Con cá kết cà bả luôn, quá yên các bạn ơi. Quá phơi tay rồi. Đi mới được. Đi mới đã nha các bạn. Đó, có cá cho bà vợ ăn rồi đó. Các bạn, đó cá gì đây? Cá cột. Thấy chưa? Đó, biết rồi, nó hoài. Biết rồi bao. Đồ. Quăng chỗ đó giết mà chỗ đó dính nhớt bóng luôn rồi đó. Các bạn lên lắm rồi nha các bạn. Phân nha, phân lịa lịa nha. Anh dính mình cũng dính nha các bạn. Lên tới rồi các bạn ơi. Mà xong luôn rồi, nước luôn bây giờ. Đó, ạt ạt nha các bạn. Quá phơi các bạn ơi. Lên tới rồi. Ừ, lên rồi các bạn ơi. Tới rồi các bạn ơi. Gom bầy rồi các bạn ơi. Cái này cũng nhỏ xuống bự nha. Đó. Gom bầy rồi mấy chú ơi. Tại rồi, nó nổi rồi. Nó nuốt con cờ. Cái gì là ngon lành nha các bạn. Đây, mình câu tay á, là nó sẽ lẹ hơn câu cần nha. Chứ phần nó nhạy cá hơn. Đúng là mình giật rồi, còn cần mắt lên, phân xuống. Với phần anh em nào quen á, thì có thể làm lẹ được. Còn mình không quen á, mình câu cần hay lật chụp. Với phần lên cá nó chậm hơn cái này. Quá tươi dây các bạn ơi. Lỡ cái này nó đi.
lụm đó nghe các bạn. Đó. Nó làm mình nôn cho mất mọc được chứ. Đó, cái lụm liu riu nha các bạn. Quá gụm tay các bạn ơi. Cá này sao cá nhỏ nhỏ không thấy cá bự. Lụm nó các bạn ơi. Chưa kịp tới đâu nhưng là nó ghĩa nha các bạn. Làm mình cũng nôn nha các bạn. Mình mới được. À. Cứ liu riu liu riu. Lụm nha các bạn. Đúng. Hả? Bự nha các bạn, cá bự nha, cá bự nha, cá thùm nha. Cá to nha. Đó. Lụm hai con nữa đó, hai con. Ủa, hai con các bạn ơi. Làm gì nốn chứ nhỉ? Cứ ngồi đây đi, bình thường. Con nha các bạn. Đó, tôi bay là được vậy đó, đã. Chạy. Chạy hả? Dạ. Sai lãng. Lãng đâu cũng chết. Đó, thấy hao lắm nha các bạn. Món này hôm nay sao bẫy quá bẫy. Chín. Lụm. Đó, lụm đó nha các bạn. Diễn mới được. Hai con luôn. Hai con luôn cái gì? Hai con luôn các bạn ơi. Rồi, chơi nha biết. Con à, con bự các bạn ơi. Đó. Cá bự nha. 109 gram. Cá bự nha các bạn. Hai con. Quá. Lụm nè các bạn. Bắt cá con 16 rồi. À, ký nó nhất. Giờ hai thằng có cá, mình cầm được cá nhất. Cá đầu tiên luôn. Lụm này nha các bạn. Lại tỉnh tỉnh hoài. Nó nghĩa ra cái bực tiếp theo. Ước mình các bạn ơi. Cá phải ước mình, chẳng thà ước mình mới có cá, còn khô mình mẩy quá không có cá. Lụm trời ơi, chuột rồi các bạn ơi. À, vừa chảy cái ăn luôn.
Rồi móc cũng không dính luôn. Một cái thôi quên nó làm nữa quý cá mini nhai gì cũng được dính cái dục vô khoan nó hay không kiểu đảo là phải đảo liền cá nó biết nghe lời nè mình bắt cá bự đi em bắt cá mini anh ơi các bạn ơi cá mini nữa giật mà dính liền liền cũng có người cự nữa đục luôn các bạn ơi cũng lủng lủng không giật chân luôn lủng này các bạn dính là được rồi bạn cá này có giá trị nha các bạn nhỏ bự cũng có giá trị nha. Cá cũng nhỏ nha các bạn cá bự không biết phải cá kết được lôi lên nhà te nhích gì chưa thôi nha các bạn mình chưa có kết đó nha các bạn tại hồi nãy mình nó vô cái con nước mà nó ăn nha các bạn mình giật không kẹp cho nên không có thời gian mất máy nha các bạn kết nè đó. Ngon lành nha các bạn còn thừ lừ không các bạn ô quá ngon các bạn ơi quá đã các bạn ơi hôm nay trúng bầy nha các bạn đó. Kết con dài thòn lòn thứ gì chịu nổi thác lát cỡ này các bạn mai vô bài nha các bạn mai cũng được khá khá nha vì là ok nha các bạn nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ nha các bạn để mình ra những cái video mà hay nhất mới nhất nhờ câu những con cá mà lạ lạ nha các bạn đây mình câu cái kết nè hồi nãy mình quay video mà cái khúc mà dính đó nó không có được nhiều nha các bạn nên các bạn thông cảm nha tại mình nó vô bầy mình làm cho nó kịp á chứ phần mình làm cái này là những do cuộc sống nha các bạn chứ không phải mình câu like câu view gì đâu nha chứ phần vô đó mình vô mình làm cho kịp thời gian cái này con nước nó ăn á mình làm cho kịp chứ phần câu dính mà nó hơi lụp chụp nha các bạn đó. Các bạn nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ nha mình sẽ câu những con cá mà lạ nhất nha đó hôm nay câu cái kết được nhiều nha các bạn nói chung là giật mà phơi lắm nha các bạn rồi giờ mình về thôi các bạn ơi chào tất cả các bạn nha hẹn các bạn vào video sau nha các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha xin chào các bạn quá phơi các bạn ơi ngon lành cành đào nha các bạn rồi giờ mình về các bạn.